Từ cuối năm 2020 cho đến giờ thì thị trường smartphone đã bắt đầu sôi động trở lại, đặc biệt là ở phân khúc flagship thì cực kỳ xôm tụ, với rất nhiều những ông lớn ông nhỏ cũng đã bắt đầu ngồi chung chiếu với nhau. Vậy ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi này? Hãy cùng bắt đầu ngay với video của chúng mình các bạn nhé! Nếu như với iPhone thì cứ một đời máy mới là chúng ta sẽ có một đời chip mới. Vậy thì với Android, những con chip mới của nhà Qualcomm đã mở ra một chu kỳ mới cho những chiếc flagship thế hệ tiếp theo. Màn debut của Snapdragon 888 gắn liền với Xiaomi Mi 11 đạt doanh thu kỷ lục 1 triệu thiết bị chỉ trong 3 tuần đầu. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện toàn cầu thì Galaxy S21 mới là thiết bị đầu tiên. Sự lột xác về cả cấu hình lẫn thiết kế đã cho thấy một bước đi tiên phong trên thị trường. Bên cạnh đó, các hãng lớn khác như là Oppo, OnePlus, Huawei cũng đã để dò dỉ ra những chi tiết đầu tiên cho các flagship sắp tới. Nhưng khi cả giới công nghệ đang chờ đợi một chiếc flagship tiếp theo sử dụng con chip Snapdragon 888, thì Qualcomm đã có một bước đi vô cùng táo bạo, đó chính là con chip 870, một cửa hậu dành cho những chiếc flagship killer. Thế là chúng ta có Motorola XS, có Redmi K40 series và có một loạt những smartphone tin đồn đến từ Xiaomi, Oppo hay là OnePlus. Motorola XS thì bán được sương sương hơn 10.000 máy sau khoảng 2 phút, còn Redmi K40 thì nhẹ nhàng chốt đơn hơn 230.000 sản phẩm sau 2 ngày. Vậy chúng ta nhìn ra được điều gì từ hai sản phẩm này? Đơn giản là tốt về mọi mặt, từ chất lượng cho tới mức giá. Và điều đó lại gợi thêm một câu hỏi nữa rằng là vậy những chiếc flagship đang rẻ đi hay chỉ đơn giản là một sự phân bổ hợp lý hơn? Nếu bạn nhìn vào giá của S21, rẻ hơn khoảng 200 đô so với thế hệ trước và hiện giờ thì cũng đang giảm mạnh tại Việt Nam. Đừng để bị đánh lừa rằng flagship thì đang rẻ đi. Khi người dân ngại chi tiêu hơn thì chỉ có cách giảm giá mới tạo được sự thu hút. Nhưng nhìn ở một góc độ khách quan hơn thì có vẻ như giá flagship chỉ đang đi về đúng giá trị thực và phân bổ hợp lý hơn. Cắt giảm mỗi thứ một tí, giá rẻ đi, người dùng sẽ dễ tiếp cận hơn. iPhone 12 mà còn đắt quá thì mình sẽ bán thêm iPhone 12 mini vậy. Khách hàng thì đang ngày càng thông minh, họ dần chuyển sang mua sản phẩm chứ không còn mua thương hiệu nữa. Vậy kết quả cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi smartphone cao cấp đây? Bí ẩn trước chiếu quỷ nước Nam đã được hé lộ. 4 người chơi, 3 người thua và 1 người kêu hồi vốn. Vậy người chiến thắng sau cùng hóa ra lại chính là khách hàng. Bạn có công nghệ, còn chúng tôi thì có tiền. Chính những lúc này thì khách hàng mới là người quyết định sự thành bại của một sản phẩm, thậm chí là của cả một thương hiệu. Nếu khách hàng chỉ là những con cừu non, họ sẽ dễ dàng bị hãng dẫn dắt. Còn nếu khách hàng là những người chủ sòng, họ mới là người quyết định cuộc chơi. Cuộc chơi này còn dài, các hãng công nghệ còn chơi thì còn phải cạnh tranh. Con người còn thở thì còn phải tiếp tục dùng smartphone. Và cuộc chơi này sẽ kết thúc ra sao hay sẽ tiếp diễn như thế nào? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình và đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe cho kênh YouTube Thế Giới Di Động để nhận được nhiều hơn nữa những video từ chúng mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.